Chiều nay 12 tháng 12, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia 2021. Ngay vòng 1 của V-League 2021, tân thuyền trưởng Kiatisak đã bị thử thách khi Hoàng Gia Lai phải làm khách tại sân Thống Nhất trước hiện tượng mùa 2020 là Sài Gòn FC. 6 cặp đấu còn lại, Hà Nội đụng đối thủ duyên nợ Nam Định, SHB Đà Nẵng tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh, đương kim vô địch Viettel gặp Hải Phòng, Hà Tĩnh gặp Than Quảng Ninh, Bình Dương gặp Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An tiếp Tân Bình Bình Định. Mùa giải 2021 dự kiến lăn bóng bằng trận siêu cúp quốc gia giữa Viettel và Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào ngày 9 tháng 1. V-League 2021 dự kiến khai mạc vào ngày 16 tháng 1, trong khi khóa sổ mùa giải bằng trận chung kết cúp quốc gia vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Theo điều lệ, các đội bóng được phép đăng ký 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch. Riêng 3 đội Viettel, Hà Nội và Sài Gòn được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài do tham dự các giải đấu châu lục cấp câu lạc bộ. Mùa giải 2021 tiếp tục thi đấu với thể thức như năm 2020. Theo đó, các đội thi đấu ở 2 giai đoạn, vòng tròn 1 lượt ở mỗi giai đoạn để tính điểm xếp hạng. Sau giai đoạn 1, căn cứ vào kết quả, có 6 đội đứng đầu được xếp vào nhóm A, trong khi nhóm B là 8 đội bóng còn lại. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, một số câu lạc bộ muốn V-League khai mạc vào thời điểm sau Tết. Tuy nhiên, năm 2021 quỹ thời gian rất hạn hẹp. Có đề xuất là lùi lịch thi đấu của chúng ta lại sau, nghĩa là lùi lại càng được lâu càng tốt. Tuy nhiên thì hiện nay VPF tự nhiên là sẽ phải chuyển các ý kiến của bộ đến liên đoàn, vì lịch thi đấu thì đã được thông qua ở ban chấp hành và thông qua đại hội rồi. Tuy nhiên thì vấn đề đây là qua cái chúng ta phải căn cứ vào cái thực tế, nhất là điều tiên là với quỹ thời gian chúng ta hiện nay thì chỉ có được hơn 100 ngày thôi, gần 120 ngày cho giải, tính nếu như giải bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 và kết thúc ngày 30 tháng 9, 257 ngày trừ đi 140 ngày cho các đội tuyển thì và các câu lạc bộ đá giải của châu Á thì chúng ta còn được 117 ngày. 117 ngày thì rõ ràng là cái quỹ thời gian rất hạn hẹp, mà nếu như trong trường hợp mà dịch bệnh xảy ra, có Covid xảy ra thì hoặc là thời tiết hoặc là những điều kiện bất khả kháng khác xảy ra mà không tổ chức giải thì rõ ràng chúng ta nếu chúng ta lùi lại sau Tết thì chắc chắn rằng là cái quỹ thời gian chúng ta khả năng không đủ hoặc là chúng ta không có thời gian để dự phòng.